Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Nguyên Thưa các bạn, hôm nay admin sẽ đến cùng với anh em đến với một dự án buy starter rất đặc biệt Và đây phải nói là một trong những dự án buy starter mà đáng quan tâm nhất của anh em trong tất cả những cái dự án buy starter thậm chí có khả năng là sẽ tốt hoặc là tương đương với dự án xui mà chúng ta tham gia trước đây ở trên nền tảng Bybit phải nói là ByStarter đã dần trở thành một non tát mới của Bybit, thành một IEO mới của Bybit với những dự án vô cùng chất lượng. Và hôm nay thì Bybit đã đem điều tuyệt vời nhất của Bybit trong những năm vừa qua đưa vào chương trình ByStarter. Và đây được xem là một trong những dự án ByStarter đáng để tham gia nhất của anh em. Xin giới thiệu với anh em, hôm nay chúng ta sẽ có dự án ByStarter với dự án Menthol. Menthol sẽ trở thành một coi sàn Có thể coi là coi sàn chính thức của Bybit Và không chỉ là coi sàn chính thức của Bybit và Menthol Cũng là một cái uh, dự án uh, lớp layer 2 Ethereum Đấy, rất là tuyệt vời Và trong những tháng vừa qua chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để đi săn uh, Retroactic đối với Mental Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại một lần nữa Về Mental và tiềm năng của cái dự án Mental của em nhé Thưa các bạn, đối với Mental đây là một cái dự án lớp layer 2 của Ethereum mà mình giới thiệu với anh em trong thời gian trước đây và đã cùng với anh em chúng ta tham gia vào những trình I testnet để có thể săn được retreat của Menthol trong tương lai đó và Menthol mình thấy là một cái nền tảng mạng rất là hoàn thiện và anh em có thể uh, theo dõi ở trên trang chủ của dự án nó là dự án áp dụng hàng loạt các công nghệ quản lý mã thông báo với Menthol một bản cập nhật Ethereum kho bạc Menthol chủ yếu mã thông báo quản lý độ chính cho các sản phẩm mà sáng kiến À, nhìn chung là Mentor có một hệ sinh thái rất là lớn với rất nhiều các cái uh, dự án DeFi đang được phát triển ở trên đây. Và đây là một dự án EVM có thể tích hợp ở trên ví MetaMask để giao dịch bằng ví MetaMask hoặc ChurchCodeX của anh em. Đều được. Giống như các cái dự án trước nhưng mà có một điều đặc biệt là mình thấy là mạng Mentor rất mượt. Và cho thấy là Bybit đã đầu tư rất là kỷ niệm bài bản đối với Mentor. Đấy, đây là chart của một số các cái đồng coi, dàn thống kê này, có mental ed, 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 for fun này, Để, edu edudao rồi game uh, game 7 vân vân, hệ sinh thái thứ anh em thấy là web qua web của nó thì thể hiện nó là đầy đủ. Một điều mà anh em sẽ thắc mắc là mental thì gì ạ? thì uh, cái quỹ ở đâu? cái đầu tư đầu thực ra thì bybit có quỹ nào thì Men cũng sẽ được ủng hộ với những quỹ đó. Men thực ra là một cái dự án DAO đúng không ạ? Một dự án DAO tức là một cái dự án mà được đầu tư bởi các quỹ được góp vốn, đã biểu quyết vote các thứ rất là chi tiết và cụ thể và Men Thổ có những cái kế hoạch nhất định để có thể phát triển hệ sinh thái. À, với mantle thì chúng ta có thể tìm hiểu về cái tổng cung của dự án trước tiên mình phải nói luôn mantle một dự án vì vậy nên anh em sẽ không tìm thấy con chắc của token nhé vì bản thân của nó không phải uh, có lẽ nào, là 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 nó đã có một cái mạng riêng rồi đấy có thể nó sẽ dùng ethereum hoặc dùng chính bit luôn đấy, nhưng mà mantle nó chính là một cái mạng rồi met rồi có thể là sẽ không có con chắc nhé đó đây ở đây có cái token uh, address ở trên đây mình vừa tân token chưa được min cũng có thể là có, cũng có con chắc có thể là nó sẽ dùng mạng là ethereum 22 thì eth sẽ làm phí thì có thể vẫn có con chắc em ạ đấy ok rồi ở đây thì chúng ta sẽ có phần thông tin như sau với mentor thì tổng cung uh, như mình tìm ở trên cái tài liệu ở trên này này thì uh, MENTAL mentor thì nó sẽ chiếm tới là 65 với 6 tỷ token rồi tuần hoàn là 3,1 tỷ token với 34 phần như vậy là tổng cung của Mental thì nó sẽ rơi tầm khoảng 9 tỷ 219 triệu 316 nghìn 768 token Đấy cứ tạm gọi là 9,2 tỷ token Như vậy uh, qua Mental chúng ta thấy rút ra một cái bài học là gì ạ Bit trước đây nếu như anh em biết là Bit trước đây có tổng cung rất là lớn Tổng uh, cung của Bit down rất là nhiều Thì Mental đã rút ra một bài học Đấy đây trên coin make -up thì đây anh em thấy tổng cung của Bit à beast down thì tổng cung là là 10 tỷ token cũng là nhiều. Và Menthol thì cũng sẽ có tổng cung tương tự như vậy. Đấy, tức là Menthol thì nó thực ra thì Menthol nó ít hơn một chút. Đấy cứ tạm gọi là ít hơn khoảng cỡ tầm khoảng 8 800 triệu token. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy một điều là Bitdao hiện nay đang xếp vị trí thứ 30. Đấy, 60 xin lỗi anh em. Bit ở vị trí thứ 60 và có giá là 0,37 đô. Đó. Ờ, à, và với mental ấy, với mental thì với một cái tổng cung cũng tương tự như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ ít nhất nó sẽ kế thừa được cái tổng cung của của của, của Đó, nó giá của bit nó phải là 0,37. Tuy nhiên là nó sẽ có cái hiệu ứng nít ứng lý sàn và cái tổng cung nhỏ hơn một chút. Vì vậy mình định giá MENTAL nó phải ở ngưỡng từ 0.4, không phải ở, ở, ở tầm 0.4 0.4 đến 0.5 trở lên. Đấy. Nhưng mà với hiệu ứng đi sàn nữa, với một cái dự án nếu như BITDOWN thì không có tính ứng dụng cao. BITDOWN thì BIT chỉ là một cái đồng coi dạng kiểu gần như gần được coi như là coi sàn của bài BIT. Nhưng mà có MENTAL ấy, thì nó còn hệ sinh thái nó có tính ứng dụng, nó được sử dụng để nó ở trong cái hệ sinh thái của Mental. Vì vậy nên là Mental sẽ có tính hữu dụng cao hơn rất có thể là bit sẽ đẩy con Mental này tốt. Đấy ngoài ra thì còn cái hiệu ứng săn tích của anh em nữa. Đấy. Rồi ở đây thì với Mental với Mental thì uh, trên Twitter Mental cũng đã đạt được 209 triệu lượt follow. Rất nhiều các cái dự án hiện nay đang follow Mental. Đấy, danh sách các dự án rất là nhiều. Đấy, chứng tỏ là rất nhiều các dapper quan tâm phát triển trên mạng Mental. Đấy. Đây là một tiềm năng rất lớn uh, với cái nền tảng này. Đấy. Uh, nhìn chung là đây là những cái phần thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em. Đó. Uh, chúng ta đừng nghĩ bit giống như mental mà chúng ta phải nói là mental là một sự nâng cấp của bit thì đúng hơn. Vì vậy là giá của mental chắc chắn sẽ tốt hơn so với bit. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Uh, dự án and Mental review một chút về Mental. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình Buy Starter. Uh, chất lượng nhất của nền tảng Buybit có thể coi trong năm nay và đây là một trong những dự án trọng tâm của nền tảng Buybit. Uh, thưa các bạn, đến với Buy Starter của nền tảng Buybit thì anh em có thể đọc qua một chút về cái điều kiện của cái uh, phiên Buy Starter hôm nay với tổng số uh, Mental được bán ra lên tới là 5 triệu Mental. Uh, Chương trình Buy Starter thì sẽ sớm được diễn ra Với các lịch là thời gian khởi động thì sẽ kéo dài đến mùng 6 tháng 7 đấy. Đây là quãng thời gian khởi động cho anh em có thể tích lũy bit hay là các cái đồng coi để chúng ta chuẩn bị. Lời à, thời gian chụp nhanh tài sản bit thì sẽ là từ ngày mùng 5 tháng 6 của mùng 5 tháng 7 rồi đó anh em. Lúc à, 12 giờ UTC rồi thời gian đăng ký thì sẽ là từ lúc 6 giờ mùng ngày mùng 6 tháng 7 lúc 10 giờ sáng UTC đến uh, ngày bị đến ngày 11 tức là nó sẽ chụp nhanh khoảng độ khoảng trong vòng 5 ngày rồi kết quả thông báo vào lúc 9 giờ sáng thì UTC lại tới UTC nát nữa mình sẽ quy đổi toàn bộ giờ này sang giờ Việt Nam cho anh em ở trong cái bài đăng nhé phân phối mã thông báo thì uh, vào ngày 17 giờ uh, ngày 17 tháng 7 lúc 6 giờ sáng UTC Đấy. thời gian khóa thì cho đến uh, cho đến 17 giờ Uh, nó sẽ khóa đến uh, lúc 10 giờ sáng tới 15 giờ ngày 17 tháng 7. Mã thông báo được mở khóa sau khi Mentor được liệt kê trên Bybit Spot. Mã thông báo đã cam kết là 100 utility giá 0 USDT. Đăng ký 0 USDT phân bổ cho mỗi người trúng số là 200 Mentor. Tổng số người chiến thắng là 12.500 và tổng lượng phân bổ là 2.500 uh, Mentor. Ở trong đây thì nó có ghi đó là chỉ những người dùng nắm giữ ít nhất 100 bit tài điểm ảnh chụp nhanh mới có thể tham gia ưu đãi Genesis trong danh sách sáng chỉ mất bốn bước tham gia. Thứ nhất, bước thứ nhất là đăng ký tài khoản Bybit nếu chưa có Bước thứ hai là hoàn thành phần xác minh danh tính level 1. Bước thứ ba là giữ ít nhất 100 bit trong tài khoản của bạn và bước thứ bốn là cam kết 100 đô trong thời gian đăng ký. Đấy. Cung cấp Genesis công khai đây. Anh em có theo dõi. Đây là cái cung cấp này. Mã thông báo đã cam kết là 100 đô này, giá đăng ký này. À, như vậy là có hai cái anh em ạ. À. Thứ nhất là Genesis trong danh sách trắng anh em có thể tham gia. Cái thứ hai là anh em có thể tham gia với một cái hình thức khác, đó là Genesis công khai. Đó phân phụ phân bổ số số à. Như vậy anh em có hai lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn cam kết với RTY và thứ hai là lựa chọn giữ bit. Giữ bit thì được ít hơn. Mỗi người trúng số thì được 200. Dạ, có nghĩa là có hai danh sách, có hai danh sách anh em ạ. Có cả cái vòng center sheet và vòng thường. Ok vừa rồi thì mình nghĩ là chỉ có một vòng thôi nhưng mà vừa rồi thì anh em đọc tài liệu ra thì có hai vòng. Đấy, tức là nó sẽ có hai vòng, Ở vòng Uh, một cái thì coi như là WANIT, một cái thì public sale, đúng không ạ? nó dạng public sale. thì anh em sẽ một cái thì anh em sẽ giữ giữ bit và cam kết một trăm đô chúng ta đăng ký đấy. Uh, thì không nhầm thì có thể là nó sẽ hình như là được mua đảm bảo đấy. Còn cái 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 public sale ấy, public sell thì không biết là anh em có thể vừa tham gia public sale vừa tham gia wireless hay không thì mình cũng chưa biết nữa, để nát nữa đọc đọc thêm hỏi thêm nữa Thì cái đấy mình sẽ thông tin anh em sau. Đó. Đây. Cam kết variety. Variety cam kết sẽ trả lại tài khoản tiền bạn sau khi sự kiện kết thúc. Đấy. thì cái cam kết với tư này diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 đó, anh em có thể là nhận được tới 2.200 mentor tùy thuộc vào cấp độ VIP Đấy, VIP càng cao thì càng được nhiều Cũng ngon nhỉ Ngon Đấy, Mấy ông làm mà VIP cao thì hơi bị ngon đấy. Ví dụ từ VIP 1 thôi được là 200 mental kìa Ngon chưa rồi giới thiệu bạn bè đây ở đây có cả cái sự kiện giới thiệu bạn bè thì uh, nhận 10 mentor cho mỗi người giới thiệu đủ điều kiện mà bạn mới biết trong thời gian này tối đa là 100 mentor với điều kiện là đăng ký vào bằng link giới thiệu và liên kết duy nhất của bạn tham gia thành công mentor by starter phần thưởng có hạn và thành cơ sở đến trước nhận vụ dự trước cho một người người giới thiệu đấy ở uh, lưu ý làm phần thưởng phân phối cho tài khoản người dùng đủ điều kiện trong vòng 30 ngày làm việc đấy nếu biết thì sẽ vào ngày 17 tháng 7 nha anh em nhé. Ở đây thì mình đang đọc tài liệu xem tham gia được cái vòng không. Nói chung đây là trong một trong những cái video mà nó đầu tiên. Nên có thể là trong quá trình tới thì mình sẽ có những cái bài video cụ thể hơn tí nữa hoặc là có những cái bài đăng ở trên Telegram để cụ thể hơn cho anh em trong cái vấn đề này à, thực tế thì mình có hỏi bên BaBit nhưng mà đây cũng là cái sự kiện starter uh, vừa được triển khai nên là cũng chưa có thông tin cụ thể thì BaBit còn đang họp với nhau và cũng đang hỏi thông tin với nhau à, video của mình chỉ ra hơi sớm một chút đấy nhưng mà cũng mục đích là để cho anh em có thể nắm bắt được có được nhiều cơ hội hơn để hầu biết hay là anh em có thể giới thiệu vân vân đó Uh, thì uh, với chương trình uh, buy starter thì ở trên Ad của anh em sẽ có cái banner buy starter để anh em tham gia hoặc là cái icon buy starter còn ở trên Quest thì anh em có thể tìm ngay trong phần giao dịch ấn vào phần giao dịch và kéo dưới cùng, cùng sẽ có buy starter trong buy starter ở đây thì anh em sẽ có thể là tham gia Đấy. đây ở đây thì uh, mới thấy ở trong cái phần quản lý tôi còn cái phần public sale thì chưa thấy anh em ạ Đấy thì anh em bây giờ chúng ta cứ hâu bit và hâu ấy đi Đó thì tạm thời anh em cứ hâu bit đi để có suất mua phân bổ chiến thắng là 200 em thôi Còn cái suất sale ấy thì mình sẽ thông tin đến anh em sau nhé và trong cái thời gian tới thì nếu như mà cần thiết thì mình sẽ lên một cái video nữa đi sâu vào cái dự án này Còn giai đoạn này thì đang ở trong phần wake up khởi động thôi Thì chúng ta cứ bình tĩnh nhé Các bạn bây giờ các bạn nếu cần thì cứ mua 100 bit cho mình và chuẩn bị sẵn cũng như chuẩn bị 100 USDT ở trên tài khoản đối cho mình nhé Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em về cái sự kiện buy starter này và thông, hy vọng là thông qua sự kiện buy starter này anh em sẽ tìm thấy lợi nhuận sở hữu một đồng coi sàn tiềm năng đó là mentor đến từ nền tảng Bybit. Bây giờ thì admin sẽ nói lời chào và xin lại anh em trong video tiếp theo.